Những người biểu tình đã rời khỏi trung tâm Bangkok của Thái Lan sau một tháng thực hiện chiến dịch làm tê liệt thủ đô, yêu cầu thủ tướng từ chức. Dời từ trung tâm Bangkok, những người biểu tình Thái Lan dựng trại ở công viên Lumbini. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, lãnh đạo phe phản đối chính phủ, ông Suthep Thassoban, đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch đóng cửa Bangkok. Dù vậy, trong suốt một tháng qua, phần lớn thành phố Bangkok vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi đó, vào ngày 2 tháng 3, Thái Lan đã tổ chức bầu cử tại 5 quận, nơi mà lần trước bầu cử đã bị gián đoạn vì phe chống chính phủ, nhưng chỉ có 10% trong tổng số gần 98.000 cử tri tới sự kiện này. Không thấy nói gì về bạo lực trong thời gian bầu cử, mặc dù trước đó, cuộc bầu cử ngày 2 tháng 2 ở Bangkok rất căng thẳng, thậm chí xảy ra hai vụ nổ. Chưa biết biểu tình ở Thái Lan sẽ tiếp diễn như thế nào và cũng chưa biết kết quả cuộc bầu cử sẽ ra sao. Song ít nhất, việc người biểu tình dời ra khỏi trung tâm Bangkok và có một cuộc tái bầu cử cũng khiến du khách và nhà đầu tư bớt lo ngại khi muốn tới Thái Lan.